Chào quý vị và các bạn. Khi mà phố thị lên đèn thì Tuấn Dương mò đi ăn. Và hôm nay thì không quản ngại đường xá xa xôi, Tuấn Dương mò sang quận 4. Quận 4 ngày xưa là một cái nơi mà giang hồ khét tiếng, quận 4, quận 8. Nhưng mà ngày nay thì nó đã phát triển hơn rất là nhiều. Và hôm nay thì Tuấn Dương ghé đây để ăn một cái món của người Kiều Châu. Đây là cái quán ăn của người Hoa có cái tên là Triều Châu Quán. Quán có tên là ba chấm. Đó, cái dấu ba chấm. Họ có cháo ếch Triều Châu, lẩu ếch, sa tế, mì gà xì dầu. Hôm nay thì mình ăn gà mì gà xì dầu á. Họ còn có cả hủ tiếu xào, hủ tiếu hồ, sườn tứ xuyên và các món cơm Triều Châu. Địa chỉ ở đây. Địa chỉ quán là 75 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4 ở cả nhà. Có cả số điện thoại đây, số 75. Quán thì nhìn cũng khá là sang trọng và đông khách ạ. Giờ chúng ta sẽ đi vô trong nhé. Đây thì là số 77 là một cái tiệm photocopy á. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô trong nhé. Bên ngoài thì thấy có các cái kệ báo, báo địa ốc rồi này kia đó. Cái đó là một cái chiếc máy lạnh và một cái giỏ kẹo. Đó, mọi người thì đang ngồi để ăn đó. Quán có tên là ba chấm nha cả nhà, 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm. Và họ cũng đưa ra ba cái chén chấm luôn ha. Chén này chén ớt, chén số 1, chén số 2 và chén số 3. Đó, tên quán là ba chấm. Cái thực đơn menu của quán thì hình cô gái đội cầm nón lá mặc áo dài, cũng khá là Việt Nam ha. Có cái chữ menu. Đó, 3 chấm, 75 Lê Quốc Hưng. Và giờ phục vụ của quán là từ 6 giờ cho tới 22 giờ, có số điện thoại và hotline. Rồi ở đây thì tất cả các cái món là đặc trưng của người Hoa nhé cả nhà. Hầu hết là món đặc trưng của người Hoa và cái món nào thì nghe giang hồ đồn là rất là ngon. Có đủ thứ, hủ tiếu, tôm, cá, mực, rồi miến xào, cháo trứng. Nói chung là rất là nhiều món. Rồi ếch, sườn, các món của Tiều Châu á. Đây nếu mà bà con người Hoa Tiều Châu thì ghé đây ăn nhé. Gà hấp muối có luôn này, nửa con là 150 ngàn, 1/4 góc đùi là 75 ngàn. Có lẽ lát xíu nếu mà thèm thì có lẽ sẽ ăn cái gà này á, 1/4 góc đùi. Rất là nhiều khó thứ, cơm trắng rồi cơm chiên thêm, khá là nhiều món. Nói chung đây ở đây ơn giời đồ ăn tới rồi. Đây là mì gà xì dầu. Đây các cái muỗng của quán thì họ để cho đây một cái bộ là muỗng và đĩa này và để inox. Mọi người thì đang ngồi ăn đấy cả nhà. Rồi đây là mì, mình ăn mì gà. Cái sợi mì này cả nhà. Wow, nhìn cũng khá là hấp dẫn phải không nào. Đây, quán cũng khá là đồng bộ về mặt logo á, ba chấm Triều Châu Quán. Còn bên đây giang hồ, không biết là giang hồ ăn cái gì đây á. Hủ tiếu tứ xuyên. Giang hồ ăn hủ tiếu tứ xuyên này. Đây mọi người đang ăn đây cả nhà, quán khá là đông khách. Đây mình cũng không biết là nước, cái nước này nước gì á. Quý bà con cô bác nhìn thấy toàn chữ Hoa, chữ tùm lum, chữ hạn sử dụng viết tay luôn á. Giờ thì mời cả nhà cùng ăn với Tuấn Dương nhé. Cay. Đủ đô quá, cay quá. Tuyệt vời, cay. Cái nước rất là cay. Cái đó cay không? Không cay. Cái nước này rất là cay nha quý vị. Và đặc biệt hồi nãy cô chủ ra nó mới là cái phần bún rất là đặc biệt. Hình vuông như thế này nè. Không có xảy ra
Cho một phần cơm tôm càng và cho hai cái chén nhỏ. Thank you.
của mình đã chiến hết rồi. Thì mình không dám nói là ngon. Thì nhiều bác nói là ông này ông đi ăn ông khen ngon, tôi đến ăn thấy dở ẹc cả. Thì khẩu vị mỗi người mỗi khác nhau á, thức ăn của người nọ là thuốc độc của người kia, nên là Tuấn Dương không dám nói là ngon. Nhưng mà Tuấn Dương đã xơi hết cái tô rồi. Đó, quý vị thấy đôi khi đi mà review món ăn vừa mất công tốn tiền, đi chạy vòng vòng cực khổ, phải dành tiền ra để ăn, ăn xong còn bị giang hồ nói là ba xạo, mày kêu ăn ngon còn tao ăn thì dở ẹc á. À, cái đấy thì khẩu vị mỗi người cũng khác nhau, nếu mà có lỡ động chạm bác nào thì mong bác thông cảm nhé. Bên đây có hai anh Hàn Quốc này, hai anh Hàn Quốc này nói tiếng Anh rất là giỏi. Người Hàn Quốc thì họ chịu khó học hỏi lắm và nói tiếng Anh thì rất là ok á. Ta kêu excuse me mà chưa được sự trợ giúp từ bà chủ á. Bà chủ trông rất đẹp gái cả nhà. Anh Dương Hải Trượng là dưới hoa thì anh có thể tới đây để bà chủ đây, bà chủ rất là đẹp á. Nhìn sang trọng, lịch sự ra. Hai con tôm. Wow, rau. Đây, đây là con. Cái nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Nhưng mình sẽ chưa ăn tôm vội, mình sẽ trưng con tôm này để đây á. Ăn xúc cơm rồi. Ồ, có cả bắp ở nhà. À, bắp này, một cái chén nước lèo đây. Phần này có giá 80.000. À, chắc đựng trong cái thố khá là hấp dẫn. Cái này thì chúng ta sẽ ăn với nước tương nha cả nhà. Phần chỉ có một con cắt đôi. Con tôm này là tôm ngộp, không phải là tôm tươi các bạn nhá. Tôm càng, nhưng mà con càng này bởi vì cái thịt nó không còn được nhiều. Nó không thể tươi ngon như ở Giang Nghệ được. Thank you.
tập tập nhá. Bạn ơi. Nhẹ nhẹ ra. Đây là phần thịt dưa. Tập này ra. Sẽ ăn được khoảng 2 lưng chén cơm ạ. Ở đây mình ăn hết phần cơm mình rồi. Trước khi ăn cơm mình sẽ nhá cái càng. À, cảm nhận của mình thì con tôm này mộc, đây không phải là tôm tươi. Nên là cái phần này có thể giá nó hơi rẻ một chút, nhưng mà nếu mà tính ra là sử dụng tôm ngộp và một cái phần cơm như thế này thì rất là lợi. Tại vì nếu mà chúng ta ăn cơm chiên hải sản 40.000 khá là nhiều món ngon.